Một trong những giải pháp chỉ đạo điều hành được cấp ủy chính quyền tỉnh Lào Cai thúc đẩy mạnh mẽ nhất trong năm 2021 là thực hiện thành công 16 phân cấp và 16 đổi mới trên hầu hết các lĩnh vực nhằm giải phóng nguồn lực, khơi nguồn sáng tạo cho các cấp các ngành. Quan trọng nhất là chính là cái phân cấp liên quan đến thu và nhiệm vụ chi. Cái chính là để cho các huyện thị xã chủ động được cái nhiệm vụ thu ngân sách để thực hiện cái chi ngân sách trên địa bàn. Cũng trong năm đầu nhiệm kỳ, cùng với việc chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch chương trình hành động thực hiện 18 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tỉnh ủy đã ban hành thêm một số nghị quyết mới nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển toàn diện của địa phương. Phải triển khai rất nhiều nội dung, khối lượng công việc rất lớn ngoài những cái đề án, các kế hoạch, các chương trình triển khai mục tiêu đại hội thì đã triển khai một loạt những nghị quyết, nội dung chuyên đề, không những dừng lại trong một cái phạm vi thời gian là một nhiệm kỳ mà chiến lược lâu dài, thậm chí là 20 năm, 30 năm. Như cái nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực, nghị quyết về chuyển đổi số, nghị quyết về văn hóa con người Lào Cai và nhiều cái nghị quyết chuyên đề khác. Nghĩ lớn nhìn xa, trong quá trình phát triển, Lào Cai luôn đặt mình trong mối liên hệ của vùng và cả nước để xây dựng các thể chế liên kết vùng hiệu lực hiệu quả, hướng tới một tầm nhìn phát triển bền vững, bao trùm và hội nhập trong vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Định hướng xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN và thị trường Tây Nam Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế. Lào Cai đang có những cái tiềm lực rất lớn trong cái sự phát triển. Khi mà Lào Cai đang là một cái điểm kết nối quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và giữa các nước ASEAN với Trung Quốc. Cho nên cái tiềm năng phát triển về kinh tế thương mại, về dịch vụ logistics qua cái cửa khẩu thì là một cái hướng đi rất là quan trọng, có nhiều tiềm năng. Lào Cai đang ở một cái vị thế, một cái tâm thế phát triển mới. Để xứng với tiềm năng cùng vị thế mới, năm 2022, quan điểm của những người đứng đầu cấp ủy chính quyền tỉnh là tiếp tục chọn ra những việc khó, những nút thắt để tập trung chỉ đạo tháo gỡ, từ đó khơi thông các nguồn lực, các tiềm năng phát triển. Tương tự như vậy, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương cũng phải chủ động xây dựng cho mình một chiến lược phát triển phù hợp, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện của tỉnh.